mời các bạn cùng mình ăn thử dế nhá. Đấy, đây là dế đóng thành snack. Tại sao lại là dế? Thì thật ra dế có rất nhiều protein. Theo như bao bì ở đây thì dế có cung cấp đạm gấp 3 lần heo, bò và gà. Đấy, nói chung là rất giàu chất đạm. Đấy, để cho các bạn có thể có cơ bắp. Và điều quan trọng là nó không gây tác động lên môi trường và sự nóng lên của trái đất. Đấy, ví dụ như các bạn cứ tưởng tượng ấy là nuôi một con bò. Thơm thế nhỉ. Thôi, ăn thử đã rồi nói chuyện sau nhá. Đây các bạn nhìn đi. Đây là dế. Thử nào. Đó, thì quay lại. Ui. Đậm vị ấy, nói chung là đúng là giống như slogan cay nồng sảng khoái. Phê. Ngon chứ. Quay lại câu chuyện bảo vệ môi trường của cái loại đồ ăn này. 100g dế thì sẽ tiêu tốn hết 1,5 m². Còn 100g bò sẽ tốn mất 20 m². Nước cũng tốn ít hơn này, ăn ít hơn này. Và quan trọng là GHG là greenhouse gas. Thì dế chỉ tốn có 0,1g, chỉ thải ra môi trường có 0,1g khí hiệu ứng nhà kính thôi. Còn với con bò thì sẽ là 285g. Còn con gà thì sẽ là 30g. Đó, các bạn sẽ thấy là cái con bò này, cái con mà nuôi bò này rất tốn và gây hại môi trường. Tóm lại là sản phẩm này mình thấy rất là hay và mình ủng hộ. Bởi vì các lý do sau. Thứ nhất là đầu tiên là ăn nó cũng ngon. Thứ hai là đây là một cái nguồn đạm, nguồn protein rất lớn, rất bảo vệ môi trường. Cũng như là một yếu tố phụ là nó có vẻ là nó không ác độc như là ăn những cái động vật mà nó phát triển hơn, ví dụ như là những cái động vật có vú hay là gia cầm. Đây chỉ là côn trùng thôi mà. Còn lại thì có thể nói là với mình thì mình nghĩ là cái hình dạng này nó hơi trông nó hơi đáng sợ, đặc biệt là với các bạn nữ. Có thể là sẽ xay ra thành bột xong rồi chế biến lại một chút, trông cho nó kiểu đẹp hơn. Mà thực ra nhá, nếu mà với mình ý, thì mình sẽ muốn là nếu mà đã để lại hình dạng như thế này ấy thì nên để hẳn nguyên con luôn. Nghĩa là nhìn thấy cả tay chân thì trông nó sẽ thú vị hơn. Kiểu trông nó không giống con sâu ấy, này giống con sâu quá.